Chào bạn, hôm nay ngày 13 tháng 2 năm 2022. Shop Hami xin giới thiệu mẫu Genix X9, khung sườn nhôm phục nhúng khí, có remote khóa phục, tay đề Shimano điều rê, một đĩa 12 lít. Giá xe đang được bán với giá 10.950.000. Tên con xe, thương hiệu con xe Genix X9. 10.950.000. Con xe này điểm nhấn là cây phục quá đẹp. Phục của Genix quá đẹp luôn. Genix X9. Tay đề Shimano điều rê. 12 tốc độ tay thắng dầu Shimano. Ghi đông bộ thằng nhôm Genix X9 nha các bạn nha. Phục nhúng có khóa phục, phục khí, phục nhúng khí có khóa phục. Phụ nhìn cái màu phụ quá đã luôn các bạn, phụ quá đẹp luôn. Genix X9 thắng dầu Shimano, trục bút, xe được trang bị trục bút, là loại trục mới nhất hiện nay, trục bút. Vỏ xe được trang bị vỏ 27.5 x 2.10. Genix X9 Elite, sườn nhôm phục nhúng khí, có remote khóa phục, hai thắng đĩa dầu Shimano, ghi đông bộ tăng nhôm, sườn không mối hàng. Mười hai tốc độ điều rê, 12 tốc lộ độ, quá đẹp, cấu hình quá hoàn hảo. Genix là hàng thương hiệu thiết kế design phong cách Italia. Genix có mặt tại thị trường Việt Nam mình khá lâu rồi nha các bạn nha, được nhiều dân chơi, giới chơi trong làng xe đạp đánh giá là độ bền khá tốt, khá ổn, màu sắc thiết kế quá đẹp. Một đĩa 12 lít. Giò dĩa cốt rỗng. Cốt rỗng luôn. BB và đạn vàng. 5 năm. Sơn 12, líp thả 12 tầng. Điều rê 12. Một đĩa 12 líp. Quá đẹp. Đẹp trong phân khúc luôn, cấu hình cực kỳ cao. Này, sơn này, sơn cam C12. Đây còn sơn cam và C12 là nó như vậy nha các bạn nha. Đó, quay cho các bạn coi để các bạn biết còn sơn cam và C9 hạng 12 là nó như nào luôn nha các bạn nha. Sơn đẹp nữa. Các bạn coi á, nếu mà các bạn không mua, các bạn coi hàng á, các bạn chịu khó coi cái video của mình quay rất chi tiết từng nét. Để chi? Để các bạn thấy được cái đồ của hàng
mốt các bạn mua phụ tùng, phụ kiện, dây sên, xích clip, dò dĩa hoặc cùi đề, cùi đĩa không bị lầm nha các bạn nha. Mình sẽ cố gắng quay thật kỹ từng chi tiết để các bạn coi, các bạn biết được cái này sên 12 nó như thế này nè. Và đây là cái cùi đề clip điều thuê 12 tốc độ, nó đẹp cũng như vậy nè, 12 tầng clip nè, bánh cối nổ nha các bạn nha, cối nổ giá 10.950.000, giá rất tuyệt vời trong tầm giá luôn, giá rất ok trong tầm giá 10.950.000, chinh xx chín đáng đồng tiền bát gạo để mua chứ không. Các bạn thấy cùi đề clip nó rất đẹp và có khóa cùi nha các bạn nha, nè khóa cùi đây, khóa cùi hết luôn, rất là đẹp luôn, rất là hoàn hảo luôn. Sắc bén đồ rất là đẹp. Một đĩa mà 12 clip. Bánh bạc đạn cối nổ nữa. Thắng dầu Shimano MT200. Trục bút nha các bạn nha, con này sử dụng trục bút. Trục bút là nó khác cái trục thường. Đây, các bạn thấy không? Cái đầu trục của cái trục nó cũng khác nữa. Nó làm đẹp hơn, liền của xe hơn rất nhiều. Các anh chị thấy không? Đây là trục bút nè. Rất đẹp luôn, ở đây nè. Đây, trục bút luôn ở đây. Trục này nhiều người mới chơi không biết cách tháo bánh luôn á anh chị. Không biết cách tháo luôn. Nó trang bị quá hiện đại. Đó mà anh chị à, nhiều người nhìn cho ổ này tháo thì sao, này tháo thì sao, rồi tháo thì sao đó, thật sự luôn. Nhưng mà khi biết nguyên tắc rồi rất dễ nha các bạn nha. Mã ít chín, chinh ít ít chín nha các bạn nha, 10.950.000, 10.950.000. Địa chỉ mua hàng 18408 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995 hoặc 0984649676. Tên con xe, thương hiệu con xe, chinh xx chín, giá con xe đang được bán với giá 10.950.000. Rất là đẹp, mình nói thiệt, con xe quá đã luôn. Các bạn mà đứng nhìn ở ngoài là đơ hình liền, thấy con xe là đứng đứng nghiêm luôn, nghiêm trang nhìn nó luôn, nó đẹp lắm. Nhiều người ngơ ngác luôn, quá hoàn hảo.